bạn ok sau đây đó kia chẳng được nông video đi trong lần máu chạy lại đó kia tại tông chiều buổi nông step được nông flutter vì sao tại miền sầm nô kia nhớ ban su mặc trong trang bạn tại tông chiều buổi nông step nè với trong co thì mẹ chất than trong chạy lại đó kia chiều buổi nông step được nông flutter ai có được chiều dương miền bây giờ chỉ trang về để dương vô làm pi step nâng tới dương ai tới dương chiều buổi nông step để cho mình ban nghe suốt thấy bạn so what is that so ưu thì họ là những cái nó không phát sinh cũng ta cho đọc sẽ đi bộ toàn toàn đó sẽ đi à lấy nó không phát thấy mình bị chất bị bậc phải cứ state level chất hay là state for chất ưu đó state level chất cứ immutable mình đây dừng phát đô ích ọt bạn này ô mà anh ta cho mình check box ui check box mới nước nhưng thời gian check and check check and check check and check so nó không state less chỉ nhọt bạn, chỉ nhọt bạn. Đối sang nơi không stateless, cứ admin state. So, ưu thế họ, dừng click lơ checkbox. Actually, value is change. Value cứ change. Be true mà false, be false mà true chẳng thế. Còn thế UI, ad redraw lang bên dịch, UI ở phòng check ở dân dịch. Đối sang tại vị trí stateless. So, thử mấy check bạn chẳng, yeah, check out bạn. Nắng to tờ xu, flutter team. Hãy để mình design state lại màu chắc ok hãy lấy cho nó state for này state for is important để dùng create application flutter dùng create project từ bố mà này dùng nâng từ tu bán counter app hay dùng nâng và hai chắc khơi state for widget hay dùng bê dùng click amatom button floating action button nâng dùng click bộ bộ tới vì càng lệch bùi 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 yeah that's it cứ mean the state for thế từ ai redraw vị trí làm việc hai bắt đầu UI ở dân khơi như chẳng tại bị lệch môi tới lệch pi lệch pi tới lệch bảy dạ to tại state for bạn chờ bạn đối xa tại state for we mean state wrap over state for vị trí này đấy dân xua tha ta UI nó bị render chẳng mình bạn UI nó redraw nó bị nè redraw នៅ ពេល ដែល value យើង change ឧទាហរណ៍ counter app យើង click យើង click មួយលេខវាត្រូវកើនពី0ទៅ1ឬក៏ពី1ទៅ2អញ្ចឹងតែអញ្ចឹងឃើញទោះតែ value យើង change បើយើងត្រូវការឲ្យ state របស់យើង change ដែរបើ value យើងអត់ change អត់មានត្រូវការឲ្យ state change so នៅពេលដែល state វា change នៅពេលដែល value change state change អញ្ចឹងនៅពេលដែល state change វា render ជាមួយនឹង state ថ្មីមកជាមួយតែវានឹងនៅពេលដែល state change វា automatic render UI ថ្មីមកអូខេអូខេតោះយ៉ានឹងហើយគឺជា state ហើយបើយើងចង់ស៊ីជម្រៅទៅលើ state ទៀត for example like អូខេឥឡូវខ្ញុំកាន់កំប៉ុង steam ឥឡូវខ្ញុំកាន់កំប៉ុង steam នៅមុខមុនហ្នឹង previous state របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផាត់ sting វិញខ្ញុំដាក់កំប៉ុង sting នៅពីមុខមានន័យថា previous step របស់ខ្ញុំគឺផាត់ sting លើកំប៉ុងហ្នឹងដាក់នៅមាត់បាទផាត់ sting វិញឥឡូវ step របស់ខ្ញុំឆេងនេះពីដាក់កំប៉ុង sting ជាប់មាត់មកទៅលើតុកវិញយ៉ាហ្នឹងគឺជា step right step okay step so បន្តទៀតនិយាយពីបញ្ហារបស់ state ហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ build application មួយសម្រាប់ shopping អីចឹងអាឧទាហរណ៍កម្មវិធី similar ទៅមួយ Alibaba អីចឹងណាបាទ AliExpress អីចឹងនេះអញ្ចឹងពួក app ប្រភេទហ្នឹងប្រកបជាមាន cart សម្រាប់ឧទាហរណ៍យើង order product អញ្ចឹងយើងឃើញ product ណាមួយយើងឆ្លាញ់យើងចង់ add វាទៅ cart សិនអូយើងអត់តន់តែនេះបាទអញ្ចឹង imagine កន្លែងហ្នឹងសម័យតិចកន្លែងហ្នឹងស្មៃថា chart ហ្នឹងបាទcard ហ្នឹងទៅដល់ page ណាក៏មាន card ហ្នឹងដែរណាទៅដល់ page ណាក៏មាន card ហ្នឹងដែរ card ហ្នឹងមានរហូតមានរហូតហើយអាពេលដែលយើង order product ហ្នឹងយើងអាច click មកពី page ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាបាទក៏ឧទាហរណ៍click ពីលើ page ផ្សេងៗគ្នារហូតបាទហួយ
ปดิยังคลิก add item ยังถือการตัว update จำนวนนี่จำนวนคาดในขังอุทธรณ์ใน app บาร์จอมถืออัปเดตจำนวนในเลย app บาร์ได้จังไงวันนี้ไปเดี๋ยวชุดในเลย app บาร์นั่งเต๋อวิ่งติดต่อเพจมวยที่ได้ชอบเต๋อจมวยนั่งต่อไล่เมียนเตียงอย่าเมียนเตียงมีแต่โตตาลมีแต่จำนวนไอทัมในยุคบาร์แอดโจลแบบเก็ตนี้ดิสคาวในโอเคเมียนมาเสร็จส่วนไปยังเรื่องตลอดมาฟลอตเทอร์ยังไปยัง per state phone ไหมเนี่ยหายยัง set state ไหมเนี่ยดัมเบิลชินสเตทจากแล้วไปยังมี UIP same like ปีนี้ยังมี UIA and UIB แล้วไปยัง set state ใน UIA not seeing effect ตึกกัน UIB ใช่ไหม admin ตึกดอท page B ดิตอนนี้อัปเดตตึกนู้น page A ดิ set state นะ page B อัปเดตดิ so ดูใช่ไหม value บอกยัง valuevà vô ấy và vô card và những mặt ban trên thì chúng luôn item enter UI card và những mặt ban update thì tại actually nó cứ và vô bị ban trên hai này này giống như sinh chi admin state management thế và admin state management thế cái này nó cứ và ai vậy rất có ở ban tại đó vậy này cứ cái này nó cứstate management nâng chui manage state bỏ dưỡng tụi bây giờ dương cầm bông tên nơi phim ná có dưỡng ách mà update state same mà này được sao thầy kì pra state management nâng cứ đồng bây group group state nơi khnông application tầng mùn ok chứng ở lớn dương mang vô lòng tí state đấy chứng nơi tầy dương cho tầy practice chỉ mùi nâng block và vì vô ấy nơi khnông video nâng nhưng trong phần tầng ọc đi tại tông chỉ mùi nâng block state management ok let's get startedโอเคสุดสัปดาห์นี้จากในคลิปวิดีโอนี้ยังหนึ่งมา implement แต่ตรงจมูกหนึ่ง block state management มันนั่งยังมันอยู่แต่ตรงจมูกหนึ่งให้ได้ไปยังทำการ state ให้ได้มันยังทำการ state management เอาไปทำ state จังยังมันอยู่แหละแล้วเราแบบยัง implement ต่อจากนั้นไป implement แต่ตรงจมูกหนึ่งแต่ตรงจมูกหนึ่ง block state management บ้านที่มุ้ยยังไงประกาศ project ทำไมมาบ้างให้ยังไงได้ชั่วโมงไอ้กบ้านนะอุทธรธา my underscore counter block counter app ไอ้จังไง block underscore counter underscore app วูจุด finish โอเคโอเคจังแล้วยังรันแอปพลิเคชันยังสนุกบ้างพี่ผู้ไปได้รันนั่นคืออยู่ได้แม่เวลานั้นมันดีมาได้นะแม่จำอยู่ได้โอเคแม่จังตัวหม้อแต่ร้านจริงช่วงนั้นไปโยนติดตัวจังปีแบบมุนแม่มุนนั้นยังมันโยนแต่ตรงจมูกหนึ่งให้ได้มันพาสเตลล่าให้ได้มันพาสเตโฟลอะไรยังดอเลยจำเมื่อใบเดฟโฟเนี่ยแม่ฟลัตเตอร์ทีมมันเจเนอเรตเนอร์โค้ดจีคาวเตอร์แอปเอายืงหรือใช้คาวเตอร์แอปนั่นคือยังพาสเตโฟลเนี่ยติดเจ็ดแอปรันใช่มั้งแต่ออกนี่หนึ่งดังไงคือ stateful ไปยังจุดบัตรตรงไปยัง press บัตรตรง add ยังคือเลข count 1 2 3 4 5อย่างจังเตอร์จังเนี่ยนั่งหายคือ state แบบในไปได้ value change ยัง change state ได้ในไปได้ state change จัง UI ไปนั่ง retry หลังไปแต่บาสันจี value ยัง admin change ดิจังยัง admin เธอแก้ change state ดิโอเคจะแล้วยังมันรันดันไอ้แล้ววีรีโหลดใจมาโอเคโอเคจังยังมือจะสไนน์แล้วยิมช่วยประตองโบกเต๋อต่อคืนหนึ่งคืนนัมเบอร์บีนคริสมวยปีใบบุญเพียงเหมือนจังเต๋อประเดี๋ยวยังตื่นมือแล้วยังหนึ่งบีลจีเซมพอลแอปพลิเคชันโดยโฟลโล่ตามแอคเคาน์เตอร์แอปบล็อกเกย์หนึ่งได้ประเดี๋ยวยังดูตัวเพอร์บล็อกวิ่งประเดี๋ยวมันยืดตัวเพอร์บล็อกยังยืดแทนจะบอสเพอร์บล็อกวิ่งไหมโอเคทีมุ้ยในครั้งนี้ยังเคยกี่ภาษา state ยัง state prior ดับเบิ้ลอีกที่ update state โอเคจัง integer counter equals zero แบบจังมีแต่ by default ไปเดี๋ยวยังจะ run ดับเบิ้ล by default แหละ app บางอย่างนี้มี smart zero จังกี่ initial obvious zero โอ้กี่มี method มุ้ยชูแท้ increment counter จัง increment counter นั่นคือกี่ภาษา state หรือกี่ method state หรือกี่เอา counter บวก counter บวกมีแต่ counter smartcounter บวกมวยจังมีอินคริสลังรองมวยรองมวยโอ้ยในเครื่อง build method ยังหนึ่งเคยเกี่ย return scaffold app บ้าให้เกี่ยมีเซนเตอร์วิชัดคลัมในเครื่องคลัมนั่งเกี่ย
axis alignment main axis alignment dot center hay mean text widget ke tha you have post the button many time ឯងចឹង ទៅ ហើយ គេ ជំនួស ដោយ counter right ball របស់ យើង ចូល មក ក្នុង text widget ដើម្បី show នៅ កន្លែង នេះ ទេ So គេ មាន floating action button on press increment ចឹង នៅ ពេល ដែល user គេ click ទៅ លើ ប៊ូតុង បូក នេះ ចឹង គេ នឹង ទៅ call method yeah in increment counter ហើយ set state ហើយ counter បូក គឺ គេ នឹង កាន វា ម្ដង មួយ ប៉ន្តែ យើង មើល code របស់ យើង នៅ ក្នុង UI តែ នេះ code របស់ យើង នៅ ក្នុង UI ញ៉ៃ ញ៉ៃ ច្រើន ចឹង ហើយ បាន គេ ឲ្យ យើង មាន state management ចឹង នៅ ក្នុង block ហ្នឹង បាទ គោល បំណង របស់ គេ គឺ គេ ចង់ ញែក business logic របស់ យើង ចេញ ពី UI ទី 2 គេ ចង់ គ្រប់ គ្រង state របស់ យើង តែ បើ និយាយ ពី ការ គ្រប់ គ្រង state ពី video មុន ខ្ញុំ បាន និយាយ ហើយ ហើយ ចឹង ដល់ គ្នា complex មើល complex មើល ពី ដើម ដល់ ចប់ គុំ សា តា សា ដាច់ ភាក ឲ្យ យើង អូខេ តោះ ឥឡូវ យើង បាន យល់ ហើយ តោះ ឥឡូវ ដល់ វគ្គ ដែល យើង ចូល ទៅ ក្នុង block ចុះ បើ ខ្ញុំ ចង់ build ជា application ចឹង ដោយ ប្រើ block យើង ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច យ៉ាង ម៉េច អូខេ let's remove code ដែល អត់ ចាំបាច់ ចូល ទៅ យ៉ាង look class ចោល ទៅ កែ comment អត់ ត្រូវ កែ ហើយ ខ្ញុំ សូម ដាក់ container មួយ ចោល សិន អូខេ ណែ yeah same ចឹង យើង នឹង ចេញ ខ្មៅ ខ្មាំង so ដបង គេ យើង ត្រូវ ចូល ទៅ Google យើង ត្រូវ search ថា flutter block បាទ ដើម្បី យើង ទៅ get package មក យើង ចូល ទៅ ក្នុង flutter block click ទៅ បាទ នៅ ក្នុង pubspec.new ចូល ទៅ installing ហើយ យើង copy flutter pub.get flutter block so click នៅ លើ project របស់ យើង ឬ ចូល ទៅ ក្នុង terminal sorry នៅ លើ terminal ប៉ះ comment នឹង ចូល មក okay yeah easy right បាទ តោះ ឥឡូវ ចូល ទៅ ក្នុង pubspec.yaml click ទៅ លើ pubget បាទ យើង ឃើញ flutter block flutter block ហើយ version 2.0 so ទៅ មក ទៀត let's get start so មុន យើង ទៅ ចាប់ ដាក់ block ខ្ញុំ ចង់ suggest ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ទៅ install នៅ plugin មួយ សិន គឺ plugin block ដើម្បី យើង ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ កាត់ block បើ មិន ចឹង ទេ យើង ត្រូវ manually create block នឹង ម្ដង មួយ ម្ដង មួយ so hard work right yeah អត់ ទេ okay install plugin មួយ មក so ខ្ញុំ នឹង បង្កើត directory មួយ ឈ្មោះ ថា block yeah directory ខ្ញុំ ឈ្មោះ ថា block ពួក ខ្ញុំ នឹង right click yeah នៅ ពេល ដែល យើង install plugin block នឹង មក មែន block plugin នឹង មក យើង នឹង ពេល យើង right click ទៅ លើ directory ទៅ យើង នឹង ឃើញ មាន block class ហើយ នឹង cubic class មែន beer yeah ដោយសារ តែ power របស់ អា block plugin នឹង បាន យើង បាន មក ចឹង បើ មិន ចឹង ទេ យើង manually create នំ មួយ នំ មួយ អូ ពី ព្រោះ ឯង នៅ ក្នុង block class នឹង វា មាន 3 file ចឹង បើ យើង មាន plugin កែ ម្ដង បាន 3 file yeah វា yeah easy yeah អត់ មាន អី និយាយ ទេ វា easy okay ចេះ ដាក់ ឈ្មោះ មក ដាក់ ឈ្មោះ អី ដាក់ ឈ្មោះ ដាក់ បាន ដែរ ប៉ន្តែ ដាក់ ត្រូវ រឿង ឧទាហរណ៍ ឥឡូវ យើង ធ្វើ counter app យើង ដាក់ counter មក ពួច ពេល យើង ចុច enter វា នឹង generate name ឲ្យ យើង គឺ counter_block counter event ហើយ នឹង counter state so នៅ ក្នុង ចំណុច ហ្នឹង ខ្ញុំ ក៏ មាន document ជា ភាសា ខ្មែរ ដែរ ហើយ ខ្ញុំ នឹង ដាក់ link នៅ ក្នុង description បើ សិន ជា អ្នក ណា ចង់ មើល តាក់ទង ជាមួយ នឹង ជា article ទាំង អស់ នេះ ឯង ទៅ មើល បាន នៅ ពេល ដែល យើង បង្កើត block មក យើង បាន 3 file គឺ យើង មាន block មាន event មាន state state គឺ state របស់ យើង state state អញ្ចឹង ឥឡូវ ខ្ញុំ និយាយ ពី block មួយ block មុន នៅ ក្នុង counter block គឺ យើង នឹង ឃើញ មាន counter block extend មក ពី block counter event counter state so ញ៉ៃ but don't care កុំ don't ខ្វល់ ពី វា ប៉ន្តែ យើង ក្លែក មើល map event to state map event to state គឺ ជា កន្លែង map event របស់ យើង មាន ន័យ ថា វា ត្រូវ check ថា តើ user ចង់ ប្រើ event មួយ ណា បាទ ពី ព្រោះ event វា អាច មាន ច្រើន ដូច្នេះ យើង ត្រូវ មាន condition នៅ ក្នុង map event to state យើង check ថា ប៉ះសិន មក ឧទាហរណ៍ user ចង់ decrement user ចង់ តម្លាក់ លេខ មក វិញ ហើយ user ចង់ បូក លេខ ថែម អញ្ចឹង ទៅ ឧទាហរណ៍ ណា បាទ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ មាន event 2 ហើយ event ហ្នឹង យើង កំណត់ នៅ កន្លែង ណា យើង បង្កើត នៅ កន្លែង ណា event ហ្នឹង គឺ យើង បង្កើត នៅ ក្នុង counter event so counter event ហ្នឹង គឺ អត់ មាន ឯវ៉ា បង្កើត ទេ ដើម្បី បង្កើត event បាន គ្រាន់ តែ create ឈ្មោះ class ឧទាហរណ៍ បាទ យើង create increment class increment extend មក ពី counter event ចប់ អាហ្នឹង ហើយ គឺ ជា event event គឺ ជា event គឺ ជា action គឺ ជា what the user ចុច បើ នៅ ក្នុង mobile យើង មានទាំង ចុច មានទាំង scroll ចា អាហ្នឹង ហើយ គឺ ជា event
so state bà state ở miền tây chấm lại đấy bà set state đối với set state bà state này cứ trong chấm lại từ current state chấm một thì họ tạo cái từ tin từ này pi server rồi tin từ này pi api so nó bây giờ dùng tin từ này pi so nó bây giờ dùng tin tức này trên API dùng hai chỉ thời cập not state đồng bây dùng ai UI dùng update u cho dùng chập đam từ tin data trên pi server bấp dùng thử return state mới đồng bây UI update loading integrator vân vân lên chẳng hạn và u cho bây dùng tin tức này bạn chụp chế dùng thử update screen mới tiệt mà chứng anh đang viết state và state đang dùng chỉ nhẹ cập not u cho dùng thử đăng hàng app dùng min state man min loading loading loaded hay loaded file thì chẳng tới mà loaded mau đấy bạn ta load đòi cái data ở ban thì chẳng tới đồng bây và hang error page ở từ user còn mới khởi nhà ô error cái tin nhà bạn chụp cho giờ bla bla ok đó tại điện sau so, nè chẳng chứ đang ấy dừng log cứ web gym separate business logic trên UI chẳng giờ mình thấy ca right ball lại từ nó không UI dừng tiện thế so à lại dừng biên UI sẵn ok chẳng dừng miền home đấy dừng miền home từ đại tới này hay dừng ai phải cài state fold bài state lấy của bạn này nè bài state fold của bạn này nó không block cứ dừng ai phải state lấy hay dừng ai update UI bạn được kia ok cool đấy cool nè bạn ok chẳng dừng state lấy bài state fold của nhau update UI bạn này của nhau thời cái set state phong của nhau miền state này cho mình này bạn ở trong bài method set state đấy để chẳng phải state phải state lấy có update UI bạn này ok let's see home error at qual look chào return scaffold ba thay role thì đây đã home vậy nè so body đại kế nó đã center yeah, center chill center spell call center chill bè chill tới cho mới nơi kế bè mình nhân được xa tại tôi sắp về bình memory record video cho anh bị chill hay trực tự cho môi năng ngày kế và những nhân viên chill nhân viên thích ok yeah. Ok nhân thích nhân đã cho chẳng được đã thích với nhân viên floating action button nhân viên chill nhân viên icon dot dot add hay nhân viên on press yeah ok ok, đó cái khơi nhé. Và dân dân thử phở widget P nằm bởi dân ai phở 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 block năng bàn ý chọn phở phở mà như vậy bạn ok dân thử miên widget P môi chuẩn núi nằm bởi dân phở block tí mũi dân thử miên block provider nâng cư dân provide tăng P nơ lư kháng lý tử chọc P widget 3 dân tử nè. Tăng P kháng mê ghê cả đọc tớ lư hô mũi nâng tỏa này chứng bạn ok chứng dương thử miên dương ảnh alinter nơi lơ mét rưu gồ dương sẽ lệnh chẳng tự đã hùng bút lớn dương rạp cho mùi vị chất cứ block cái kia block provider chứng block provider nó bị thử cái này tỏa cái specific type bởi vì cứ counter block ok hay bây giờ bị thử cái create method hay dương miên context hay dương return tới cho mùi nâng return cái nó counter block yeah that's it hay tại mình chill hay pass cho mà yeah chill home nè hồi dương thử wrap tới chuyện môi nè cái này dương chọn build cái này là dương chọn build và dương chọn build tầng scaffold tầng mool dương thử wrap widget môi tiết
Yeah, đó là những chỗ này sẵn. Mình đưa ở tòa chỗ block provider này mình là cứ client create block mà. Bây giờ dùng phở block bán ấy, dùng thử miền block provider. Hay mình vì chất mối tiết cứ block builder. Block builder nó cứ chỉ client build chỉ client render UI bởi dương by stellar current state mà ủ thì họ block return state ấy dùng thử display năng chạy màu mà. Dùng thử check condition ha. Loading, loading đi đổ error. Bữa nay để sang bây giờ bón dân và cả chỉ counter app chẳng vì mình sẽ tầm mùi chẳng dân chẳng mạch khoa lệ chẳng bữa nay dân ná có dân nơi thử mình block builder đây block builder chẳng block builder vì thử ca method vì thử ca ấy kế vì require ở dân thử mình tới chung mùi nông builder chẳng builder vì thử mình context hay nông state này. Ta bất được chung bàn phía chẳng state ta bất vì mình tràn bữa nay để xa lỡ dân mình tầm mùi chẳng dân bài check condition này cho tế cái này dân còn đây return để tới nè chọc nói đấy chứ format phải báo đấy bị error bị thử ấy mà rồi xa tại vì thử ca ấy kì mà như thử ca ấy mà lợi dụng mở anh đi guitar could not find correct provider about this block builder. Ok chứng block builder này vì thử ca state giờ thử ca dùng specific counter block dùng phải block mới nè hay nâng block state counter state ok vì thật cả vì nâng state tới chụp error chế vì phản tích sau dân mơ là lấy đó lại để dân thử trẻ tôn mùi data chân data cái dân mạch mà như chung màu event dân thử cả event mới hồi tụi hồ một nâng dân thử dân kìa miên method increment đó nhé chẳng method nâng cứ chì event ấy mà chân dân vô bia mà dân vô mà thua nâng không counter event mình cứ dùng cái class in counter in increment event chẳng đấy event implement chân đi counter yeah. Copy tao bán chọn với đang không counter block dùng còn để check thà person by event is counter increment dương yield yield này vì đôi từ chỉ mỗi nâng vì sẽ điện từ mùi return này và tái yield này dương yield step từ hai và tái code nơi bị cần code viết nơi execute từ bạn từ đại và tái bờ return cái này dương return tới code nơi cần code return ở đại chân yield này cái phần mùi stream nè stream nè và yield này cái phần mùi stream nè chân là dương yield này dương yield lấy kì và dương yield state tại mà state vẫn miền ấy miền mũi đỡ miền mũi chạm được cối nhưng mà hàng ô state lại đi by default we generate center initial và đây dừng ảnh lục cháo dừng phở tầm mũi bạn ấy thì bị mũi immutable đi cháo và đây bị error nó không counter block này chứ dừng ai cho từ counter block hay dừng ai replace màu chỉ counter state và dừng vĩnh hay counter state lại đi dừng thử miền final integer integer counter yeah initial counter chẳng phải initialize bao nhiêu tế bên đây dân thử initialize được về đấy cái hai giờ tập hợp chân dân thử đặt tam constructor require this dot counter số không block dân còn tại dân anh đi bị error đấy sao vì miền parameter chân vì thử cái dân counter chân dân initialize bao nhiêu bị tới zero số dân gì lý dân gì và dân gì counter state và dân counter state và dân chọn update value mà nhé counter state bộ mùi counter state dot state dot counter bột mũi rồi sao dừng trong áp đẹp đong mũi mình dừng trong áp đẹp đong đắp đặt bộ đọc ok phần bài hè sau cho sắp của bà hải dừng thì dừng cho tụi mình đạt với dừng cái này dừng vô state này dừng thích dừng state dot ấy kì state dot counter chẳng vì ở đây sao là counter chỉ integer hay là thịt vì cho đến dân thời cả string dân dân đặt string cái đó vì chạy nó ok hay nó có working action thân ý dân thời cả add event chẳng nó không block những add event add mạch chẳng nó không block cái add event cứ nghĩ xung quanh cứ block provider specific type of block phong cứ oh sorry cứ dot off context hay dân specific nơi bị khẳng một block chẳng như đã máu mà counter block
counter block hay dot add chứng dot add cái add event mà chứng dot add event chứng việc buộc lấy càng mày càng chứng to tại add event ok add event chứng đầu tiên chứng add event tới bàn map event to state bị đăng hạ ô dừng gặp bông tại add chứng user gặp bông tại tìm tì increment event này counter increment event này được chứ p đại map event to state cái check mơ khơi nhạ ô bật chì counter increment event chẳng kia nâng chìa là counter state này hay dừng kì update UI dừng update link mà đồng mùi ok chẳng những add máu chẳng event mà dừng event này kì cứ counter increment bỏ chôn chút xoay yêu so now it's not subtype of integer framework ok yeah dừng chút bố ok nhé đó nghe nhỉ là những bạn xem biết nó counter app những mùi ấy bên đây bị mở tới bài học để cho tôi bế cho nhà time install text install font size vô mạnh thằng size sao thủng ok dạ ok à những bạn xem biết chứ đó nghe xem biết nha xem biết đó là ưu tiên thay những min step bì cho là những thay những min button button mấy là những thay những min button lấy những phải chỉ cần lắm chứ lại những phải chỉ cần lắm để bày đặt bật thân đỏ về môi tiền bờ bật tông đỏ môi tiền chứ những ai thờ tay chỉ môi nâng tịch bật thân chẳng nhìn on face và trong cả đấy những miếng stature chill đại icon dot dot đấy cái miền substrate anh biết đi da phải thịt phòng đẹp đấy này, lươn ok nè rồi nhìn chuột đỏ cho này thả đỏ cho ok này đang bê tông đỏ cho ủi tiêu hò ok chứ như ai bị cắt event mùi tiết nè đọc đi kết máu counter decrement ok hãy step bởi dương step bao dương là ưu thò dương miền mùi tiết step bao dương cứ cái tha bắt của bạn đấy đó ní của mọi xin chụp rơi biết bạn chậm video khỏi món đấy bạn chứ những cái tha bản năng bây giờ ok bản năng bạn chờ anh biết để sao lại hot này thằng ác này hot bạn bây giờ thưa video màu you ấy bạn chẳng hot đấy chẳng bình năng sẵn tầng ọc ní thì nhóm sẵn khâm thay tầng ọc ní tầng ọc miên bằng hai y tế thì dạ nên cứ chỉ basic nâng nông ca pra block state management và ok nhưng dân bạch time tiết đấy nó và vì về bế chẳng dân bình năng sẵn đó nè và ok hot mấy tên đó ní ok ọc con chân đó ní thì bờ miên xùm nụ ấy ai comment trong description vậy trong nâng hai đó ni to tài tiết hay là có dương nâng thôi tại trong chuyện một API chẳng về dương thôi một API dương nâng miễn state chờ này bạn ở lữ ở nước state có của bạn này bạn ok ở con chơi đó ni chụp nên là video cài tiết bạn ở con chơi